ego của thù với cả giáo viên hay sao ấy. Ishigami được mệnh danh là Daruma. Và nếu như mà mọi người chưa biết Daruma là gì, xin chào các bạn, mình là Châu và chào mừng các bạn đã đến với channel Toàn Là Sách của mình. Ngày hôm nay thì mình đã quay trở lại sau gần một tháng biến mất khỏi YouTube, tại vì là mình lại đi chữa mắt để review với mọi người một cuốn sách nữa cũng thuộc thể loại trinh thám và lại là của bác Keigo Higashino. Cuốn sách có tên là Fisonikan X. Cuốn này thì mình đã nghe về nó, nghe được rất là nhiều những cái lời khen từ hồi mà mình còn chưa biết bác Keigo là ai cả. Nhưng mà hồi đấy thì mình không đọc trinh thám và mình cũng không có ý định đọc trinh thám, cho nên là mình biết vậy thôi chứ mình cũng không đọc. Và đến sau này, sau khi mà mình đã rất là thích bác Keigo qua cuốn Namiya, thì mình mới quyết định là sa lầy vào cái vũ trụ trinh thám của bác ý. Nếu như các bạn chưa đọc quyển này thì mình chỉ có một cái lời nhắc nhở nho nhỏ là các bạn đừng có đọc nó vào buổi đêm. Không phải là bởi vì tháng này đang là tháng cô hồn, tháng này là tháng cô hồn thật, nhưng mà nó không phải là cái lý do mà mình bảo các bạn là không nên đọc vào buổi đêm, mà là nếu như các bạn đọc vào đêm ý, thì rất dễ xảy ra tình trạng là các bạn sẽ muốn đọc đến tận sáng để đến trang cuối xem là cái puzzle, cái miếng ghép bí ẩn mà tác giả đặt ra ở đây là gì. Về nội dung của cuốn sách thì nó được mở ra với một vụ án mạng, và mình biết là ở cái video review trinh thám nào mình cũng nói câu đấy, nhưng mà thực sự trinh thám thì phải có án mạng rồi. Và cuốn này thì nó không giống với những cuốn trinh thám thông thường, và cũng không giống luôn với những cái cuốn khác của bác Keigo ở một điểm, đấy là ngay từ đầu chúng ta đã biết hung thủ là ai, động cơ gây án là gì, hung khí là gì và cách thức gây án ra làm sao. Nghĩa là những cái yếu tố để mà thường chúng ta đọc trong một quyển trinh thám ấy, thì bác Keigo bác đã trải ra hết ngay từ những cái chương đầu rồi. Hung thủ ngay từ đầu đã được biết là hai mẹ con một nhà này đã giết người chồng cũ, bởi vì là ông chồng quá hãm và cái sự giết người này nó cũng rất là bột phát thôi. Bên cạnh nhà cô này thì có một anh hàng xóm là giáo viên dạy toán tên là Ishigami, và anh ấy đã quyết định là giúp đỡ hai mẹ con này để mà đánh lạc hướng điều tra của cảnh sát. Ishigami thì là một nhà toán học cực kỳ là thiên tài với bộ não siêu phàm, nhưng mà dòng đời đưa đẩy cho nên là anh đã trở thành một giáo viên dạy toán bình thường. Anh ấy đã dùng cái sự thông minh của anh ý để nghĩ cách để cho hai mẹ con nhà này thoát tội. Vậy thì là chúng ta đã biết hung thủ, chúng ta đã biết hết mọi thứ rồi, thì đáng lẽ là không còn gì để mà xem nữa. Nhưng mà ở đây thì chúng ta lại có một cái câu hỏi mới đặt ra là Ishigami là ai, quá khứ của anh ta như thế nào, tại sao anh ta lại giúp hai mẹ con này, và liệu cái sự thông minh của anh ta có đủ để mà thắng cảnh sát không? Ở bên đội hình của hung thủ thì chúng ta đã có một người rất là mạnh là Ishigami rồi, vậy thì ở đội hình cảnh sát cũng nên có một người cũng phải tương xứng về mặt trí tuệ để cho hai bên đấu qua đấu lại, cân não với nhau thì mới có chuyện cho chúng ta xem chứ, đúng không? Ở bên cảnh sát chúng ta có sự xuất hiện của hai nhân vật. Thứ nhất là điều tra viên tên là Kusanagi, và thứ hai là người bạn của anh là nhà vật lý thiên tài Galilei Yugawa. Và hai cái người này thì đã xuất hiện ở trong vũ trụ trinh thám Keigo, ở trong những quyển như là Sự Cứu Rỗi của Thánh Nữ này, có cả ở trong Ma Thuật Bị Cấm với cả Phương Trình Hạ Chí. Lúc mà mình đọc quyển này ấy, thì mình mới nhận ra là giữa ba cuốn Sự Cứu Rỗi của Thánh Nữ, cuốn Ác Ý và cuốn Phía Sau Nghi Can X này thì nó có hai điểm tương đồng. Điểm thứ nhất là hình như bác Keigo có thù với cả giáo viên hay sao ấy, mà ở trong ba quyển này thì cái nhân vật giáo viên đều đứng ở phía hung thủ. Và một cái thứ hai điểm tương đồng nữa là phe hung thủ và phe cảnh sát thì trong đấy đội hình sẽ có người quen biết nhau từ trước, có thể có một cái tình cảm đặc biệt dành cho nhau. Thì ở trong Phía Sau Nghi Can X này cũng vậy, tình cờ thay là cái nhân vật Yugawa lại là bạn chung đại học với cả Ishigami. Chính cái sự sắp đặt này đã khiến nó lột tả được cái phần gọi là con người của Yugawa ấy. Nên là sau một thời gian thì anh ấy mới gặp được cái người bạn cũ, là cái người mà anh ấy coi là có thể xứng tầm với anh ý. Thì bây giờ anh ấy buộc là phải đứng ở phía bên kia để mà chiến đấu với cả người bạn mình. Đây đối với anh nó không chỉ là một cuộc chiến về mặt trí tuệ, thi xem là ai là người thông minh hơn để mà bắt được người kia, mà nó còn là một cái cuộc chiến đối với chính bản thân anh ý. Nó có những cái sự giằng xé ở trong lòng anh ý khi mà bây giờ anh ấy buộc phải đối đầu với cả cái người bạn. Ở trong Sự Cứu Rỗi của Thánh Nữ thì Yugawa được khắc họa là một nhân vật rất là giỏi, và thế là mình không nghĩ là người ta sẽ có cái phần gọi là kiểu giống người bình thường ấy, người ta sẽ không quan tâm đến những cái gọi là tình cảm quá thứ đâu. Nhưng mà ở quyển này thì mình được thấy được rất rõ là những cái gọi là dây dứt, những cái đau khổ của anh ấy. Và lúc mà mình xem cái sự đấu trí giữa Ishigami với cả Yugawa thì mình liên tưởng đến cái quyển Death Note, là cái quyển cuốn sổ thiên mệnh, là một cái bộ manga của bên Nhật Bản. Thì nó giống ở một điểm là với tư cách là người xem thì mình đã biết ngay từ đầu
là ai đứng đằng sau tất cả mọi chuyện này rồi và anh ta làm như thế nào. Nhưng mà trong chuyện thì cảnh sát sẽ không biết. Thì cả cái câu chuyện nó chỉ là để mình theo dõi xem hai bên vườn qua vườn lại đấu trí với nhau và xem là bên nào sẽ chiến thắng thôi. Thì ở bên này cũng vậy, Ishigami đấu với cả Yugawa. Và ở cái cuốn này thì mình nghĩ là bác Keigo đã làm rất là tốt cái việc mà khai thác diễn biến tâm lý của nhân vật, nhiều nhân vật khác nhau. Như là lúc nãy mình nói thì là có thấy được cái sự đấu tranh trong nội tâm của Yugawa. Ta cũng thấy được những cái suy nghĩ của nhân vật cảnh sát Kusanagi, bởi vì là sau khi mà anh ấy biết là Yugawa rất là nể phục cái người bạn cũ của mình, thì người cảnh sát cũng không khỏi suy nghĩ là liệu cái sự nể phục đấy có khiến cho Yugawa kiểu không đứng về phía công lý. Và cuối cùng thì chúng ta cũng thấy được cái tâm lý của cái nhân vật người vợ, cũng là cái người hung thủ. Chị vợ ở đây là hung thủ nhưng mà đồng thời cũng là nạn nhân, bởi vì là chị ý thực sự là bị dồn vào đường cùng và không còn cách nào khác để chị mới phải đi giết hại người chồng. Bởi vì chị đã làm đủ mọi cách rồi nhưng mà cuối cùng thì người chồng ấy vẫn tiếp tục đeo bám chị ý, và ở ngoài kia chị không nhờ được ai giúp đỡ cả pháp luật cả cảnh sát, không còn một cái cách nào khác mà chị buộc phải giết người chồng, cái người hung thủ. Xét ở một cái khía cạnh nào đó thì cũng là nạn nhân. Trong chuyện này thì Ishigami được mệnh danh là Daruma. Nếu như mà mọi người chưa biết Daruma là gì thì Daruma là một con búp bê cầu may theo cái văn hóa dân gian của Nhật Bản. Nó được mô phỏng theo vị thần may mắn. Nhưng mà bạn mua Daruma về ấy, thì hai cái mắt của nó sẽ trắng, và khi mà bạn ước một cái điều ước gì đấy thì bạn sẽ chấm vào một cái bên mắt, và nếu như cái điều ước đấy sau này thành hiện thực thì bạn sẽ chấm mực đen vào cái bên mắt còn lại. Ví dụ như mọi người có thể thấy là mình chấm vào một bên rồi này, nhưng mà rất tiếc điều ước này mãi không thành hiện thực. Tóm lại là Ishigami được gọi là Daruma để thấy là như kiểu cái trí não của anh ấy nó không còn là cái ở cái tầm của con người nữa, mà nó đến một cái level nó cao hơn rồi. Thì ở đây nó là cuộc chiến giữa con người với cả một cái level cao hơn con người. Thì liệu là bên nào sẽ chiến thắng thì mọi người hãy theo dõi thêm câu chuyện, chứ không phải theo dõi video này thì mình không spoil đâu. Mà đánh giá chung thì mình nghĩ là quyển này nó đã làm rất tốt cái vai trò của một quyển sách trinh thám, nghĩa là nó có cái plot thú vị, nó có những cái twist mà kiểu người ta không đỡ nổi, nó có khắc họa rất rất tốt cái diễn biến tâm lý của các nhân vật trong truyện. Nhân đang nói đến cái twist ở trong truyện thì đúng là đoạn cuốn nó có một cái twist khiến cho mình kiểu hoàn toàn là không được chuẩn bị ấy. Đúng như kiểu bạn đang đi trên đường xong cua gắt một cái, bạn đang không kịp đeo mũ bảo hiểm, nó không kịp bám ấy. Mình đánh giá cao cái twist đấy, nó cũng khiến cho mình kiểu đọc xong xong mình cũng nghĩ mãi. Có một cái câu là how far could you go for love, nghĩa là bạn có thể đi xa đến đâu vì tình yêu. Thì mình cứ nghĩ là liệu sau này ở ngoài đời có một ai đấy cũng có thể là yêu mình đến mức mà làm rất rất là nhiều điều không tưởng về mình, nó không nói ra mà cũng không đòi hỏi là phải được nhận lại. Mình cũng không hy vọng là sau này mình sẽ giết người để mà được người ta bao che. Anyway, quyển này thì mình nghĩ là cái cách viết, cách xây dựng nó cực kỳ là chắc, các cái chi tiết nó cực kỳ là vừa vặn, không thừa không thiếu và nó liên kết được với nhau. Tuy nhiên chỉ có một cái chi tiết mà mình ước là tác giả đã có thể làm rõ hơn một tí thì câu chuyện nó có thể là nó sẽ chặt chẽ hơn. Đấy chính là trong này thì nó có một đoạn là Ishigami mỗi lúc mà gọi điện cho hung thủ để mà liên lạc, trao đổi update tình hình ấy, thì đều gọi ở phía cái bốt điện thoại công cộng, vì sợ là nếu mà gọi ở máy bàn thì sẽ bị cảnh sát truy ra lịch sử cuộc gọi và nghi ngờ ấy. Tuy nhiên thì vào cái đêm mà vụ án mạng diễn ra thì anh ý lại gọi điện cho chị này, là bác Keigo thì không nhắc gì đến chuyện là anh ấy gọi nó từ đâu. Và mình thì assume là gọi từ nhà của anh ấy, nhưng cũng có thể là ở bốt điện thoại công cộng. Thì giá như là nó có một cái chi tiết để mà mention, để mà nhắc đến là anh ấy gọi từ điện thoại công cộng, thì nó sẽ thấy như kiểu là nó hoàn hảo hơn. Rồi là cái phần review của mình về cuốn Phía Sau Nghi Can X, một cuốn sách mà mình khá là enjoy, và mình có thể tự tin nói là cuốn này đã giữ mình ở lại trong fandom của bác Keigo. Mình cảm ơn mọi người đã xem video, và nếu như mà mọi người thích cái video này thì hãy subscribe kênh và ủng hộ mình, cũng như là share cái video này để nhiều người biết đến hơn với nhá. Và nếu như mà mọi người có gợi ý gì về quyển sách trinh thám mình nên đọc tiếp theo thì mọi người cũng comment ở dưới cho mình biết đấy nha. Thế nha, bye and take care.